Các bạn nhé, mình đang vào tham quan động Gầm Ngao. Giờ này cũng là 18 giờ rồi, cho nên là hơi muộn một chút. Thì cái chương trình của mình đó, bây giờ mình sẽ quay hết cái chương trình cho hết cái động để cho mọi người nhìn xem nhé. Thì động Gầm Ngao có cái gì? Ở đây. Thì nó cũng có đèn điện. Đó, đây này các bạn nhìn này, đũa đá đẹp chưa? Đó. Đây đũa đá đó. Thì trước mặt đây là đoàn của mình. Và mình đang vào tham quan động. Động Gầm Ngao này ở Cao Bằng các bạn nhé, các bạn dốc. Sau khi tham quan các bản dốc thì vào tham quan động. Đây là các nhũ đá. Các nhũ đá thì nhũ đây này, nhũ đá này thì chỗ này mình hơi tối một chút. Mình cảm giác như là đang trời đang mưa, hình như có một cái suối, cái suối thì phải. Đây có ánh đèn sáng lên này. Đấy, các bạn nhìn này, chú đẹp chưa? Bên dưới này có một cái suối. Nhìn đẹp không? Ở bên này à? Khu vực nguy hiểm. Đó, ở bên dưới này có cái mạch suối, thì xuống đó thì hơi tối. Bên dưới cái nền này thì bên nhà quản lý đã chát xi măng rồi. Cái này mỗi nơi nó có một cái vẻ đẹp. Em chưa đến động Phong Nha đâu. Còn nhưng mà Phong Nha là phải đi tìm chứ không thể đi bộ đi được. Phong Nha cửa bàn. Đó, các bạn này. Nhũ đá. Đó, các cái hang này rộng chưa? Rất là đẹp luôn. Đầu tư làm cái đường đi lại rất là thuận tiện. Hàng nhũ này. Nhũ. Chắc là cái này là người ta đập đi thôi. Cái này đập đi để cho đỡ cọc đầu ấy. Đó.
trong động thì mỗi mình đoàn của mình thôi. Quay lại cho các bạn thấy. Đấy, các trụ đá. Các bạn thấy vào trong này rộng không? Đó. Đây nhá. Các bạn là bậc này nó ướt, các bạn nên là mọi người đi cẩn thận. Bên trong này có một cái dòng suối. Đó, nhũ xuống đẹp chưa này. Yeah. Đó. Mình sẽ quay kỹ một chút để cho mọi người nhìn nhá. Đó, nhìn suối ra đây, suối này, hôm nay là bên dưới này là suối đấy. Khu trong này mình thấy là sáng sủa đẹp nhất. Quý khách vui lòng không đi lên khu vực ruộng bậc thang. Đó, các bạn nhìn này, bên dưới này là khu vực ruộng bậc thang nhé. Đây là đẹp không? Các bạn nhìn thấy được. Các bạn nhìn, đây là khu vực ruộng bậc thang đó. Đó. Khu vực này hang rất rộng luôn, nhiều nữa. Các bạn nhìn, bên trong này rất là nhiều nước luôn, các bạn nhìn này. Giải từng lớp. Đó, các bạn nhìn ở trong này hang cũng rất rộng luôn. Hình như là sắp ra đến cửa hang rồi. Đó, mình sẽ quay lại cho các bạn. Như cái phần nhũ đá này. Bạn nhìn trụ đá đẹp chưa? Đó là cái khu mà ánh đèn gọi vào ấy thì mình thấy nó đã thâm xì vào rồi này, nó chảy, không biết là phải lý do là dọi đèn vào không, thì chỗ này không biết sau phát triển được nữa không. Các bạn ơi, trong này có nước này, nước ngầm nhé.
chú ý dễ chặn đầu. Đó. Còn cái khu vực này có nước này mà nó cũng thấp luôn. Đó các bạn nhìn. Khu vực dưới này các bạn phải cúi xuống nhá. Đó. Các bạn cúi xuống. Rất là thấp. À, và ở đây này cũng có đoàn khách đang rồi anh cảm ơn em rất tuyệt vời luôn, và khu vực này đẹp nhất này. Rồi anh cảm ơn em. Đó. Các bạn ơi, đây là lối ra này nhé, lối ra đi theo tay trái này. Đó. Khu vực này là đẹp nhất này. Ui đẹp chưa? Rất tuyệt vời luôn. Đấy, mình sẽ quay hết một loạt, quay từ từ cho các bạn xem nhá. Đó, các bạn, lối này là lối đi ra này. Bông sen đẹp quá nhỉ. Các bạn ơi, đây là những vật dụng bậc thang này. Đấy, nước. Nước này. Mình nghĩ là cái khu này là khu đẹp nhất. Đó, các bạn nhìn không? Bên này nước rất là nhiều. Mình nghĩ là cái nhũ nó cũng sẽ vẫn còn phát triển nữa. Cái khu vực này mình cũng nghĩ là hết địa điểm để tham quan rồi. Đây mình có suối, khe suối. Ở trong kia có một ánh điện sáng hơn một chút nữa thì đẹp. Hàng đẹp đấy, cái khu vực này là đẹp nhất. Quý khách vui lòng không lên khu ruộng bậc thang. Đó, gái. Đó, đây này các bạn. Đây là khu ruộng bậc thang đấy. Đó. Tài xe này cực đẹp luôn. Hãy subscribe.